Xin chào bà con và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trí, là chủ của trang trại chăn nuôi cầy vòi mốc, có địa chỉ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trồn mốc hay còn gọi là cầy vòi mốc, cầy hoa quả là loài vật nuôi thu hút sự quan tâm của nhiều bà con trong những năm gần đây bởi ít tốn công chăm sóc lại cho lợi nhuận cao. Tại Đồng Nai, anh Minh Trí là một ví dụ thành công trong chăn nuôi trồn mốc. Với nhiều năm gắn bó với nghề, anh Trí cho biết nuôi chồn mốc cho lợi nhuận cao, rất dễ nuôi bởi nguồn thức ăn rẻ, dễ tìm, ít tốn công chăm sóc và đặc biệt là không có dịch bệnh như lợn, gà và đầu ra của chúng lại vô cùng ổn định nên bà con chăn nuôi sẽ rất yên tâm. Tuy nhiên, chồn mốc là loài vật nuôi mới nên rất dễ gây thiệt hại kinh tế nếu bà con chưa nắm rõ tập tính cũng như kỹ thuật đã vội vàng bắt tay vào chăn nuôi. Hôm nay, thông qua làm giàu cùng chuyên gia, anh Chí sẽ chia sẻ với bà con 4 yếu tố quan trọng nhất khi chăn nuôi chồn mốc sinh sản để bà con có thể chăn nuôi thành công và mang về hiệu quả kinh tế cao nhất. Vâng, để chăn nuôi được cái con cầy vòi mốc này mang lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất cho bà con thì bà con cần lưu ý và cũng cần nắm vững những kỹ thuật cơ bản sau. Thứ nhất là về vấn đề lựa chọn con giống, để làm sao là có những con giống tốt nhất để khi về chúng ta chăn nuôi nó sẽ đạt được cái hiệu quả ban đầu là vấn đề về an toàn cũng như sinh sản cho con giống. Thứ hai đó là về vấn đề nguồn thức ăn, cái này cũng khá là quan trọng, thì chúng ta cần lựa chọn những nguồn thức ăn làm sao nó đảm bảo cái chất lượng cũng như cái độ sạch sẽ và cung cấp đầy đủ cái dưỡng chất cho con vật nuôi, con cầy của chúng ta để nó sinh trưởng phát triển và sinh sản tốt nhất. Đấy là cái vấn đề cũng khá là quan trọng. Và vấn đề thứ ba nữa mà các bạn cũng như quý bà con cần lưu ý đó là về vấn đề chuồng trại, cái quy cách chuồng trại cũng như cái nhiệt độ sinh sống sinh trưởng của cái con vật nuôi này. Và thứ tư đó là về vấn đề cái kỹ thuật cũng như cái tính cái thời điểm là phối giống lên giống của con vật nuôi và cái quy trình cũng như cái quy trình chăm sóc cái con vật nuôi khi mà sinh sản, thì cái này bà con cũng cần hết sức là lưu ý. Để chăn nuôi sinh sản, lựa chọn con giống đạt chuẩn là khâu vô cùng quan trọng. Bà con nào muốn chăn nuôi nên dành chút thời gian tham khảo thật kỹ trước khi mua con giống. Do chồn mốc là loài động vật hoang dã thuộc danh mục được cơ quan kiểm lâm quản lý chặt chẽ. Vì vậy, bà con nên đến các trại giống có đầy đủ giấy tờ pháp lý như trại anh Chí để lựa chọn mua con giống. Theo anh Chí chia sẻ, một con chồn giống đạt chuẩn cần có các biểu hiện như nhanh nhẹn, cơ thể thon dài, mắt sáng, không dị tật, bộ phận sinh dục đồng đều, đầy đủ. Đặc biệt, trong suốt quá trình chăn nuôi, trang trại anh Chí đã trải qua các khâu lựa chọn tại các tháng tuổi để bà con có thể yên tâm khi về chăn nuôi được hiệu quả tốt nhất. Về cái tiêu chí đầu tiên, đó là tiêu chí về lựa chọn con giống. Thì cái vấn đề này nó rất là quan trọng. Nó sẽ giúp bà con có những khởi đầu tốt nhất khi bắt đầu vào chăn nuôi con cầy vòi mốc này. Thì theo tôi, cái quan điểm của tôi, khuyên bà con là lên trực tiếp, đến trực tiếp những cái trang trại chăn nuôi mà có uy tín và họ đã chăn nuôi cái con cầy vòi mốc này lâu năm rồi. Thì như vậy các bạn đến đó sẽ được trực tiếp nhìn thấy con giống cũng như là sẽ được các chủ trang trại làm sao chia sẻ rồi tư vấn cho các bà con cũng như các bạn là những cái gì là tốt nhất rồi về vấn đề kỹ thuật cũng như là lựa chọn con giống làm sao cho nó đảm bảo cái hiệu quả sinh sản sau này cho mình. Riêng về bản thân tôi ấy, thì tôi cũng xin chia sẻ một số cái điểm lưu ý để bà con có thể là khi mà bà con đến trang trại thì mình sẽ nắm bắt được và mình sẽ làm sao quan sát được để mình lựa chọn con giống cho nó đảm bảo. Thứ nhất là cái con giống mà khi bà con mà lựa chọn về để chăn nuôi ấy, thì nó cần phải là có cái sự nhanh nhẹn, nhìn nó phải nhanh nhẹn, hoạt bát này, khỏe mạnh này là cái vấn đề đầu tiên đã. Rồi tứ chi cũng như các bộ phận sinh dục của nó phải có đầy đủ và nó phải cứng cáp, phải mạnh. Cũng như là về cái vấn đề sinh sản thì cũng sẽ phải được cái các chủ trang trại làm sao chia sẻ cho cái việc là cái quá trình nuôi dưỡng nó như thế nào, rồi chăm sóc ra sao và nó đã sinh sản được bao nhiêu lứa, cũng như là cái con giống nó nguồn gốc như thế nào, thì bà con cần phải nắm rõ về cái vấn đề này để mà mình sao lựa chọn được con giống nó tốt. Anh Chí cho biết để chồn phát triển khỏe mạnh, bà con cần đảm bảo chất lượng nguồn thực phẩm cung cấp cho chồn.
Anh không bao giờ cho chồn ăn hoa quả đã bị dập nát hay hỏng thối. Do chồn có tập tính kiếm ăn về đêm, vì vậy anh chỉ cho chồn ăn 2 bữa một ngày vào sáng sớm và chiều tối. Buổi sáng, anh cho chồn ăn hoa quả như chuối, thanh long. Buổi tối, anh cho ăn cháo cá, cháo gà, đổi bữa luân phiên nhau. Và đặc biệt, anh sẽ điều chỉnh khẩu phần ăn của chồn dựa theo độ tuổi để chồn phát triển đồng đều, đồng thời tránh lãng phí thức ăn. Vấn đề thứ hai, đó là tiêu chí về cái sự lựa chọn cũng như là cái nguồn thức ăn cho cái con chồn này. Thì qua nhiều năm kinh nghiệm tôi chăn nuôi cái con động vật này, thì cái nguồn thức ăn của nó ấy, nó rất là đơn giản và rất là dễ kiếm. Ví dụ như là con chồn vòi mốc cũng như là một số loại chồn ấy, thì nó sẽ ăn hầu hết tất cả các loại hoa quả có vị ngọt. Ví dụ như là quả chuối này, quả đu đủ, quả thanh long, quả ổi, quả mít. Đấy, những cái sản vật này thì hầu như là bà con đều có thể tìm thấy ở ngoài thị trường, cũng như là các vùng nông thôn hoặc các khu chợ đều có bán cả. Đấy. Thêm nữa về cái khẩu phần ăn cho cái con chồn vòi mốc này thì nó sẽ có chia ra làm hai mảng. Thứ nhất là cái chế độ về sinh sản nhé. Chế độ về sinh sản thì cần áp dụng một chế độ là khắt khe một chút. Và chế độ thứ hai là chế độ về chăn thương phẩm. Thứ nhất về chế độ chăn cái con cầy vòi mốc theo chế độ sinh sản ấy, thì bà con cần lưu ý là áp dụng cái chế độ tuyệt đối của trang trại để đảm bảo vấn đề sinh sản sau này cho con cầy. Ví dụ như là chế độ sinh sản thì một con cầy nó sẽ chỉ ăn trong vòng ví dụ 2 bữa một ngày. Buổi sáng thì bà con nên cho ăn là khoảng độ 200g hoa quả, tương đương ví dụ như chẳng hạn là một miếng đu đủ hoặc một khoảng bát quả chuối chẳng hạn, thì là đã xong cái buổi sáng. Và bữa chiều rơi vào độ khoảng khi bà con đi làm về thì có thể là cho ăn vào thời điểm là 5-6 giờ chiều hoặc 7 giờ chiều cũng được. Thì chúng ta nên cho ăn thêm một bát cháo, tương đương với hàm lượng khoảng độ từ 300 đến 500 gram cháo. Trong đó thì mình có thể cho ăn là cháo gà, cháo thịt hoặc là cháo cá cũng được. Cái này thì mình cần lưu ý làm sao đưa ra cái khung giờ là hợp lý nhất. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào công việc của các bạn đang làm hiện tại nữa. Làm sao mình tính toán cái thời gian biểu nó hợp lý để mình cho ăn chẳng hạn buổi sáng nay vào thời điểm này này. Đấy, thì sáng mai mình cũng lên cho ăn vào thời điểm đó. Và buổi chiều cũng vậy. Chỉ cần làm sao bố trí cái thời gian hợp lý là được. Con sinh sản nó chỉ cần ăn 2 bữa một ngày. Còn nếu mà bà con nuôi theo chế độ thương phẩm đấy, để đạt được cái trọng lượng và cái chất lượng thịt đảm bảo xuất ra thị trường với giá trị hàm lượng chất dinh dưỡng cao ấy, thì vẫn cái chế độ ăn như vậy, nhưng chúng ta nên tăng cái hàm lượng gấp đôi lên. Và có thể là bà con bổ sung thêm bữa. Ví dụ như là mình có thể cho thêm vào bữa trưa, hoặc là tối muộn mình có thể bổ sung thêm một chút hoa quả hoặc là cháo cho cái con cầy này nó ăn. Thì như vậy là cái trọng lượng nó sẽ đạt rất là nhanh. Ví dụ như cái chế độ sinh sản thì bà con để một tháng nó chỉ cần tăng lên khoảng độ 300g thôi. Đấy, cái này là cần lưu ý nhá. Thì nó sẽ liên quan đến vấn đề là hỗ trợ vấn đề sinh sản sau này. Tuy chồn là loài động vật có giá trị kinh tế cao, nhưng chuồng trại cho chồn không cần quá cầu kỳ. Nếu bà con thực sự đam mê và muốn tìm hiểu kỹ hơn, bà con vui lòng gọi điện trực tiếp cho anh Chí theo số điện thoại 0368 661 525 để được anh Chí hướng dẫn cũng như chia sẻ với bà con một cách cụ thể nhất. Và vấn đề tiếp theo đó là về vấn đề chuồng trại để mà bà con chăn nuôi cái con động vật con chồn này, cũng như là về vấn đề cái nhiệt độ thời tiết để mà làm sao ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con chồn này, thì tôi cũng xin chia sẻ với bà con như sau. Nhất về vấn đề chuồng trại ấy, thì cũng không cần quá cầu kỳ. Chẳng hạn như là bà con có thể làm sao là tận dụng được những cái ô chuồng hoặc là những cái gian nhà mà mình đang không sử dụng đến, hoặc là những cái ô chuồng mình nuôi cái con vật là nuôi như chẳng hạn như chuồng gà hoặc chuồng lợn cũ mà mình đang bỏ không, hoặc là có thể là cải tạo. Chúng ta sẽ cải tạo và có thể là làm thêm lưới che chắn, miễn làm sao là nó đạt cái độ thông thoáng và cái không gian để làm sao cái con vật nó có thể là sinh trưởng và sinh sản sau này. Thì cái vấn đề này có thể là khi bà con đi trang trại tôi sẽ chia sẻ chi tiết cái phương thức làm chuồng hoặc là những cái kỹ thuật mà chúng tôi đang làm ở trang trại để làm sao bà con về cân đối tính toán làm sao nó hợp lý nhất, giảm cái chi phí tối đa cho bà con về vấn đề chuồng trại. Đấy. Thêm nữa về cái nhiệt độ để mà chăn nuôi con chồn này ấy, thì cái nhiệt độ lý tưởng cho nó thì nó rơi vào độ khoảng trên 10 độ C
và dưới 36 độ C là nó sinh trưởng, phát triển và sinh sản bình thường. Chẳng hạn như là trước kia ấy, chúng tôi phát triển ở ngoài Bắc vào ấy, thì nhiệt độ ngoài Bắc cũng khá là lạnh về mùa đông và nóng về mùa hè. Thì chẳng hạn vào thời điểm thời tiết mà nó rét ở dưới 10 độ thì bà con nên có sự che chắn. Làm sao là mình có thể sử dụng những cái lưới đen hoặc là những cái vật dụng làm sao che chắn gió, làm sao cho con vật nuôi của mình nó ấm, giữ ấm được cho nó là được. Như vậy là nó cũng đảm bảo rồi. Còn thời tiết nóng thì bà con nên bổ sung thêm cái lưới đen, hoặc là có thể là cần thiết thì mình nên bổ sung thêm cái quạt vào buổi trưa, là nó sẽ đảm bảo cho con vật nuôi của mình nó không ảnh hưởng do thời tiết. Đấy. Hoặc là chuồng trại của chúng ta mà nó bí ấy, mình có thể làm cái cửa gió thông gió cho nó là sẽ đảm bảo vấn đề cái thời tiết. Cái này nó cũng không quá quan trọng, bởi vì hầu như cái con vật con trồn này ấy, thì cái thời tiết bên ngoài ấy, nó cũng không tác động nhiều đến vấn đề sinh trưởng sinh sản của nó, nên bà con có thể yên tâm về vấn đề này được rồi. Với kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi trồn mốc sinh sản, anh Chí nhận thấy tỷ lệ ghép đôi tốt nhất là một con đực với tối đa 2 đến 3 con cái. Trồn mốc một năm có thể sinh sản 2 lứa, mỗi lứa từ 3 đến 6 con. Thời gian mang thai của trồn từ 57 đến 62 ngày. Và khi nào thì nên tiến hành ghép đôi cho trồn mốc, cũng như kỹ thuật ghép đôi như thế nào, xin mời bà con lắng nghe chia sẻ của anh Chí. Tiếp theo xin được chia sẻ với bà con về cái vấn đề là đặc tính sinh sản cũng như là cái quá trình chăm sóc cái con trồn vòi mốc khi mà nó đến thời điểm là phát dục và cái quá trình là mang bầu cũng như sinh sản cho con cầy vòi mốc này. Thì cũng có một số cái điểm lưu ý để bà con cần quan tâm, đó là cái con cầy vòi mốc này khi đạt đến độ tuổi từ 11 đến 12 tháng, nghĩa là được 1 năm tuổi ấy, thì nó sẽ bắt đầu là lên giống, nghĩa là đến thời điểm là giao phối đấy. Thì đến thời điểm đó là sẽ có một số cái biểu hiện cơ bản như là nó sẽ sục sạo trong chuồng này, hoặc là nó sẽ kém ăn, đồng thời thì nó sẽ tiết ra một cái dịch nhầy màu lơ lơ hồng đấy. Cái này bà con cần lưu ý ở bộ phận sinh dục ấy, thì khi bà con chăm sóc hàng ngày để ý nó thì bà con sẽ phát hiện ra, nó cũng rất là dễ thôi. Thì đến cái thời điểm đó thì bà con sẽ làm sao ghép đôi, ghép con đực vào cùng với con cái trong khoảng thời gian nhất định là giai đoạn khoảng 15 đến 20 ngày chẳng hạn. Và khi mà được giống nhé, thì bà con nó sẽ thấy là cái con cái nó làm riêng ra và nó có dấu hiệu là bụng nó sẽ to lên. Đấy, cái thời điểm này thì bà con nó cũng khá là nhạy cảm nên bà con cần lưu ý. Thời điểm đó thì mình sẽ tách con đực ra. Sau đó thì bà con cần để con cái ở chuồng riêng và có thể là che nó lại một chút, làm sao để cho nó đảm bảo cái thời gian nó nghỉ ngơi trong thời gian mang bầu. Và cái chế độ cho con sinh sản này mình cũng cần lưu ý, đảm bảo cái chất dinh dưỡng cho nó, để nó còn nuôi cái bào thai. Đấy, trong khoảng thời gian mà nó mang bầu và sinh sản thì bà con cũng lưu ý cho về cái việc là không nên cho người lạ, và đặc biệt là bà con kể cả là người chăm sóc hàng ngày thì cũng nên hạn chế cái việc là ngó qua ngó lại quá nhiều. Cái con này nó có đặc tính, nó gần giống cái con chó con mèo mà mình nuôi ở nhà ấy, thì có thể là nó mang bầu nó rất dữ, hoặc là nó sinh con ra ấy, thì có thể là nó giữ con của nó, hoặc là khi người nào phải vía lặng nó cũng ảnh hưởng đến cái con của nó. Nên bà con hết sức lưu ý vấn đề này, mình chỉ cần gọi là che nó lại, sau đó thì bổ sung chất dinh dưỡng cho nó nuôi con. Mình phải tạo cho cái khoảng thời gian cho nó nghỉ ngơi, đảm bảo cái việc là nuôi con để cái con nó phát triển mạnh và cái mẹ nó cũng phải khỏe để sau này nó sinh sản tiếp cho mình. Đấy, cái này là bà con hết sức lưu ý.